học hôm nay của chúng ta là bài học về giờ phút nhé. Muốn biết thời gian để làm việc hoặc nghỉ ngơi thì người ta đã sáng chế ra chiếc đồng hồ. Trên chiếc đồng hồ, người ta sẽ căn cứ vào hai kim để biết thời gian. Trong hai kim đó có một kim dài và một kim ngắn. Kim ngắn thì chỉ giờ, còn kim dài thì chỉ phút đó bạn. Giờ mình đố bạn nha, khoảng cách mỗi số trên đồng hồ là bao nhiêu phút vậy? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Khoảng cách giữa mỗi số trên đồng hồ là 5 phút đó. Giờ bạn hãy đếm cách 5 để xem thử 1 giờ có bao nhiêu phút nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 1 giờ có 60 phút nha bạn. Bạn có biết ngày mới bắt đầu từ lúc mấy giờ không? Ngày mới bắt đầu từ lúc 0 giờ. Từ 0 giờ cho tới 12 giờ trưa thì chúng ta đã trải qua nửa ngày rồi đó. Kim giờ mà quay tiếp một vòng nữa thì chúng ta đã hết ngày rồi. Đố bạn nhé, lúc này là mấy giờ vậy? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Thời gian tiếp tục trôi qua và lúc này là mấy giờ vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Còn bây giờ là mấy giờ đây? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 9 giờ 30 phút hay còn gọi là 9 giờ rưỡi đó bạn. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Nhớ làm thêm bài tập nữa nhé. Tạm biệt bạn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.